Ở Hà Nội muốn ăn sườn ngon, giá hạt rẻ thì nên đi đâu? Wow, thực sự rất là ngon và em chỉ cần chạm nhẹ vào miếng thịt thôi là đã cảm thấy được cái gia vị rất là quyện và thịt rất là mềm. Sườn còn nóng mà sườn mềm, đậm vị nha. Thậm chí là có cái phần xương sụn ấy, nhưng mà cắn một phát là mềm luôn. Với chất lượng như ngày hôm nay mà anh đang ăn, 10 điểm quá xứng đáng luôn. Hãy cùng đi thẩm quán sườn nướng Thơm Phức với Điểm Hẹn Cuối Tuần phát sóng ngày 31 tháng 12 năm 2022 trên Style TV.